Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh review Transformer viên của mình, mình là Phi Long. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip giới thiệu uh, cũng như là so sánh hai sản phẩm một lúc luôn để cho các bạn nào mà có các cái phân vân giữa hai em này thì có thể đưa ra được cái lựa sự lựa chọn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn là hai sản phẩm của cùng một hãng nhưng mà tuy nhiên nó là phiên bản màu khác nhau. Đó thì bên phải đây chính là em LT02 bản màu bình thường và em này là bản LT02VK là VK là viết tắt của Y là màu trắng, thì đây là bản màu trắng. Đấy. Thì uh, LT là gì? Là viết tắt của cái hãng đây này, Legendary Toy này là một cái hãng uh, um, hãng gọi là KO thôi, hãng làm cây làm lại là cây Nhưng mà mình thực sự là mình đánh giá chất lượng sản phẩm của họ làm lại cũng khá là tốt đấy. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên cũng phải gửi lời lên cảm ơn đến cái cái sản phẩm gốc không có sản phẩm gốc không hàng xịn thì cũng không thể có KO như thế này được nhưng mà tuy nhiên là mình thấy cái hãng hãng legendary toy này họ copy lại nhưng mà họ sơn tút tát lại cũng khá là đẹp thực sự là như vậy thực sự là khá là đẹp luôn tại vì mình đã đều được trên mình đã được trên tay cái con mp 44 bốn rồi cho nên mình biết là nó như thế nào đấy thì đây là cái hộp của con lt 02 thường này để cho các bạn xem qua đó lt 02 nó sẽ là bản màu đỏ xanh màu gốc của nó đó hộp thì mình thấy cái hộp này kích thước nó nó đúng như cái hộp của con mp 14 luôn nó to đúng như thế này luôn đó và chúng ta mở hộp ra thì con robot nằm bên trong sẽ là ở dạng robot luôn đó chứ không phải là dạng xe đấy hộp trong đơn giản thôi đấy thì đây là cái hộp đây, biểu tượng của cái hãng này là hình của bàn tay <laughs> rồi thì đây là hộp của con LT02 bản màu thương Nó như vậy còn bây giờ là bản LT02 màu với à màu trắng đây hay còn gọi là LT02 với đấy đấy thì chúng ta nhìn thấy luôn đây là dạng robot này và đây là dạng xe này đó trông dạng robot khá là đẹp mình muốn chia sẻ một chút thì thực sự là cái con uh, LT02 màu trắng này là mình lúc lúc mà nó mới ra bán ra ấy mình thực sự là mình không thích không thích tại vì mình thấy không thích cái màu của nó nhưng mà qua một đợt uh, đi chơi họp uh, giao lưu với bạn bè thì mình uh, đã được trên tay cái con này tức là mình đã được cầm trực tiếp nhìn tận mắt và thực sự là mình đã thay đổi hoàn toàn cái quan điểm nó thực sự là rất đẹp thậm chí mình còn thấy cái màu trắng phối với lửa xanh này nó có một cái sự lôi cuốn rất là lưu cuốn khiến mình phải đặt mua ngay lập tức sau cái hôm đấy. Đó. Thì đây là cái hộp mình giới thiệu các bạn thôi. Bây giờ mình sẽ lấy sản phẩm trực tiếp ra cho các bạn trực quan nhìn. Đây. Thì đây là em LT02 mình bản màu bình thường. Và đây là em LT02 bản màu trắng. Mình sẽ để hai em được cạnh nhau. Đó, thì kích thước của cái hãng LT này là bằng size với cả hãng MPM Tức là cụ thể là bằng size con MPM4 đấy Tức là kích thước chiều cao rồi mọi thứ là y hệt bằng size luôn Thì là 26cm Ở một cái dạng robot như này sẽ là dài, à cao 26cm Đấy, 26cm luôn, rất là cao thì trong một bộ phụ kiện của một cái sản phẩm như thế này thì sẽ có hai cây kiếm hai cây kiếm như thế này và một khẩu súng ở trong một sản phẩm đấy một trong trong một hộp chúng ta sẽ chỉ có một cái súng và hai cây kiếm thôi đấy thì ngoài ra thì cái hãng LT này có bán thêm một cái bộ phụ kiện dành cho cái con op này đấy là nó có thêm một cái dìu này có thêm hai cái móc này ờ, có cái gì đấy nhỉ hình như có cái siêu nữa mình không nhớ mình không rõ tại vì mình cũng không mua cái bộ đấy nhưng mà nó sẽ có bán thêm một bộ đó cũng chỉ giá khoảng vài trăm nghìn đấy thì như mình đã nói rồi thực sự là ban đầu là mình không thích cái con màu trắng nhưng mà có lẽ có lẽ có thể cũng sẽ có nhiều bạn có cái cái suy nghĩ giống như mình đấy là là qua xem qua các cái ảnh trên mạng này hoặc là xem các cái review của các youtuber trên mạng trên kênh youtube thì các bạn có thể thấy màu trắng này nó không đẹp, không thích lắm. Nhưng mà thực sự mình nói thật các bạn nhá. Khi mà mình được cầm trên tay rồi, mình tận mắt mình nhìn rồi thì mình lại cảm thấy nó đẹp, đẹp mê mẩn luôn. Đấy. Đây. Nó có một cái lớp sơn phủ bóng lên hầu hết các cái các cái bề tóm lại là chỗ nào có lửa, có các cái vân lửa như thế này. Thì họ đều sơn một lớp phủ bóng lên cho nên là thành ra là trông rất là bóng bẩy đấy trông rất là bóng bẩy luôn nó rất là đẹp đấy thì đằng sau đây đây là đằng sau lưng đấy đằng sau lưng để trông như thế này thực ra là uh, mình đã chỉnh sửa một chút tức là khi ở dạng nguyên gốc của nó thì sẽ hai cái này này, hai cái chắn bùn của xe nó sẽ ở bên dưới này này, nó sẽ ở bên dưới này. Tuy nhiên là chỉ cần một một vài thao tác chỉnh lại, xoay lại một chút thôi thì sẽ lên như thế này và mình sẽ mình thích để như thế này hơn thì nó sẽ giống ở phim hơn và ngoài ra khi chúng ta ở mặt trước khi nhìn từ mặt trước thì sẽ không thấy bị lộ hai cái chắn bùn ở phía này. đó thì cũng là chia sẻ với các bạn. Để các bạn nào không thích nó để bên dưới thì có thể chỉnh giống như của mình đấy thì về biên độ cử động của khớp thì mình nói luôn với các bạn là nó giống y hệt y hệt cái con ốc mpm 4 tức là những chỗ nào là khớp này thì con này y hệt như vậy không khác cái gì cả bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại mình sẽ tháo hai kiếm cho đỡ vướng mình sẽ chỉ cho các bạn xem là những chỗ nào là khớp này và khớp như vậy thì có thực sự là tốt không đấy thực sự là tốt không đây như ở con LT02 VK này hay là con LT02 này cũng vậy thôi nó đều giống với thiết kế bản gốc là M4 các cái khớp của nó đây chúng ta xoay sang như thế này thì sẽ không có nảy hoàn toàn không có nảy luôn nhưng mà tuy nhiên là các bạn không sợ nó bị lỏng đâu tại vì đằng sau này là ốc vít này thì chúng ta có thể siết chặt nó lại đấy thì đương nhiên nó sẽ chặt lại hoặc là chúng ta fix bằng 502 rất là đơn giản thôi thì nếu như chúng ta có chơi nhiều nó bị lọc cái tay này thì chúng ta có thể fix lại như vậy và khi chúng ta xoay về đằng trước thì nó sẽ nảy cái gạch rất là chắc rất là chắc nhá đó mình cảm giác như nó khớp giống như kiểu mấy cái con của quay giang ấy nó rất là chắc luôn mấy con quay giang như kiểu con uh, ss năm ô hoặc con m 05 đấy thì các bạn đã chơi rồi thì sẽ biết là khớp nó chắc như thế nào đấy kêu kẹt kẹt như vậy rồi còn khớp đầu thì chúng ta sẽ ngẩng cao được lên như thế này đây ngẩng lên rất là cao đó như vậy đó và xoay thì nó lại bị giới hạn các bạn ạ Tại vì uh, đây nó sẽ bị chạm vào hai cái thành bên này cho nên nó sẽ xoay giới hạn như kiểu chỉ xoay được 45 độ thôi Chứ đấy chỉ xoay được như vậy thôi đấy là về khớp cổ của nó tiếp theo là đến cái phần uh, khớp chân khớp chân thì khi chúng ta xoay ngang ra như này thì nó sẽ không có này đó, không có này thì đương nhiên là nó sẽ rất bị trọi rất dễ bị trọi đấy Tại vì cái phần chân này cũng khá là nặng đó, tại vì dưới này có cái pad bằng kim loại mà, đó. để in thì có lẽ là cũng khó bị trói lắm nhưng mà khi chúng ta giật nhẹ cái thôi là nó sẽ bị trói xuống. tại vì không có khớp nảy mà, đấy. thì khi chúng ta xoay ngang ra thì là như vậy. còn khi chúng ta xoay về phía đằng trước thì lại nảy rất là chắc. đó. khi xoay về đằng trước thì lại nảy rất là chắc như vậy. đó, đây là mình lắc này. đấy. mình lắc cũng khá là mạnh mà nó không, không thấy bị chói xuống đấy đấy mình lắc mạnh mà cái khớp há này không bị chói xuống mà nó lại chói ở khớp đầu gối đây rồi như vậy là mình các bạn đã thấy là khớp há này khá là chắc bây giờ đến được khớp đầu gối khớp đầu gối là cái khớp này là cái khớp ở đây đây là cái khớp ở đây thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nảy cái cạch rất là chắc chắn đó, thực sự mình rất là thích nghe cái tiếng này này nó, nó nghe cái tiếng kêu chúng ta đã có thể cảm nhận được cái gọi là cái độ chắc chắn đấy đấy rồi như vậy thì còn về khớp bàn chân về khớp bàn chân thì nó có thể gập được một chút không nhiều đó là chúng ta có thể duỗi ra được như thế này đó và có thể nghiêng được một chút để khi mà chúng ta pô thế thì nó sẽ đứng được rất là chắc Mà thực ra thì cái bàn chân nó to như này thì đương nhiên nó sẽ đứng rất là chắc rồi đấy thì đấy là về cái con về các cái độ khớp biên độ khớp của cái con lượt uh, của cái ốp con ốp lượt 02 này thì nó như vậy đấy thì cái con ốp màu đỏ xanh cũng như vậy thôi mình thì sẽ không không hướng dẫn các bạn trang phòng trong clip này Tại vì thực sự là chan form nó cũng khá là lâu ấy Khá là lâu nó mất khoảng 15 phút nếu mà các bạn nào Thật sự là cũng rất là mất thời gian đấy Mình nghĩ là phải mất đến 15 phút kể cả những bạn nào đã biết chan rồi ấy nhưng mình đây mình biết cách chan mình thuộc cách chan rồi nhưng mà ngồi le hoay cũng phải mất tầm 15 phút mới xong đấy Đấy thì mình sẽ làm riêng một cái clip Gọi là hướng dẫn các bạn cách chan form và cũng như là có một ông bạn của mình ông ấy hỏi là tại sao mà cứ chan form Ờ, lắp ghép thành xe ấy, thì cái cái phần cái phần đầu xe nó không được khít. Đấy, cái phần đầu xe nó không được khít và cái phần chỗ cài cái này này. Cái phần cài cái chỗ bình xăng này nó không được khít. Đấy thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cụ thể trong clip hướng dẫn các bạn transform đấy. Một clip này là mình review về con DT02 chung chung và so sánh giữa hai con và review về khớp thôi. Đấy. Thì tóm lại là không biết cái hãng này có làm thêm một cái con con LT02 off LT02 mà bản màu màu đen không màu đen lửa tím như kiểu Nemesis đấy nếu mà nếu mà hãng này làm thêm một con như thế thì chắc chắn mình sẽ mua giống như kiểu con LS03P ấy đấy chính xác con LS03P rất là đẹp luôn Thật sự rất là đẹp mình đã có mua con đấy rồi đó thì cái ông cái ông off mà màu đỏ xanh thì cũng như vậy thôi khớp cũng như vậy nhưng mà tuy nhiên là nó là bản màu gốc thì nó sẽ giống phim giống ở trong phim đấy rất là giống ở trong phim màu trắng màu trắng xanh như thế kia thì không có trong phim nhưng mà tuy nhiên là mình nghĩ là những bạn nào mà siêu tập óp như mình thì có lẽ là khó thể bỏ qua được Tại vì nó rất là đẹp đấy nó rất là đẹp thì tóm lại là mình cũng chỉ muốn chia sẻ với các bạn là trong hai cái con này thì thực sự nhá nếu mà bạn nào mà có điều kiện thì nên mua cả hai con không phải lo no gì tại vì thực sự là nó rất là đẹp nó rất là đáng đồng tiền ấy mình thực sự là mình thấy nó đẹp và thì mình quất thôi chứ mình không phải lăn tăn gì cả đấy ví dụ như một con lt 02 này rất nhiều nhiều shop rồi họ bán giá nó chỉ rơi vào tầm 1 triệu tư đổ lại thôi 1 triệu 3, 1 triệu 4 Một cái con off LT02 này Đấy Còn uh, cái con LT02 V này Thì ở mấy ngày vừa rồi trên tao bao họ đang sell Họ đang giảm giá Thì mình thấy cái con off LT02 này Nó chỉ rơi vào tầm 1 triệu 3 1 triệu 2, 1 triệu 3 thôi Đấy, đây là con off LT02 này Giá là như vậy Bây giờ có lẽ là hết sale rồi, nếu mà hết sale thì nó lại đắt nhỉnh hơn cái con này một chút Đấy thì mình nói luôn cho các bạn biết giá là như vậy thì ngoài ra thì ở Hà Nội cũng có mấy cái shop bán transformer khá là uy tín mà mình cũng thường xuyên ủng hộ của mấy cái shop đấy thì các bạn mình sẽ để link ở bên dưới link shop ở bên dưới thì bạn nào quan tâm có thể truy cập vào để tham khảo nhờ họ tư vấn cũng như là đặt hàng Đấy thì mình muốn nói thêm các bạn nào mà cũng có cái suy nghĩ giống như kiểu mình ấy, là không thích uh, gọi là không thích các cái màu khác của cái bản gốc. Tức là chỉ chơi có hay gọi là chơi theo kiểu truyền thống ấy là chỉ chơi cái bản màu màu đúng như thế này giống như trong phim thôi. Đấy thì thì thôi, thích như vậy thì thôi, không nên mua thêm con này gì cho tốn tiền. Nhưng mà nếu mà bạn nào sưu tập off mà muốn có gọi là bộ sưu tập của mình được được đa dạng ấy thì nên mua thêm cái con LT02 màu trắng này thực sự là nó rất là đẹp và nó mình nói thật là nó rất là xứng đáng có vào trong bộ sưu tập ops của mình. Cũng như của các bạn nếu như mà các bạn có điều kiện có thể mua thêm được nhiều nhiều màu. Đấy. Thì mình muốn chia sẻ các bạn như vậy. Đó. Thì uh, có thời gian rảnh thì mình sẽ làm clip hướng dẫn các bạn cách transform cũng như chỉ cách cho các bạn làm sao lắp cho nó thật là khít. Đấy rất là đẹp rồi tô chơi chơi thôi <laughs> thôi tóm lại là các bạn mua cả hai đi không phải suy nghĩ không phải nghĩ nhiều mua cả hai về trưng chơi cho nó đã thôi <laughs> clip uh, tào lao chém gió của mình đến đây kết thúc nhá xin chào và hẹn gặp lại các bạn bye bye